hello, và chào mừng quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của Cát Việt. À, kính thưa quý vị, à, mới đây thì lại có một cái thông tin à, khá là căng thẳng liên quan đến cái vụ việc của hộ gia đình Tà Am. À, bởi vì chúng ta đều biết rằng á, là cái phiên tòa ngày 30 tháng 6 vừa rồi đó, thì hai người bị hại đó là thầy Thích Nhật Từ và thầy Thích Minh Thiện à, đã không có mặt ở trong cái phiên tòa. Và sắp tới đây thì những phiên tòa tiếp theo thì à, hai thầy cũng à, không có. À, kiểu như là đã có đơn xin vắng mặt rồi cả nha, à, cho nên chắc chắn là hai người này sẽ không không có mặt à, và đương nhiên à, thì luật sư vũ và luật sư vlog, luật sư âu quang phục á, sẽ là hai người à, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho thầy thích nhật từ cũng như là thầy thích minh thiện. À, tuy nhiên á thì à, có lẽ vì à, cái người bị hại không có mặt à, và những cái người mà à, kiểu như là đại diện á người ta biết rất là rành cái câu chuyện của hội gia đình Tạ am cho nên những cái người trong tà am họ đang tìm mọi cách để họ kêu bằng đánh thẳng vào hai cái vị luật sư này, à, đó là luật sư Vũ và luật sư Âu Văn Phục. À, thật sự mà nói cả nhà, à, theo mình nghĩ nghe, cảm nhận cá nhân của mình nghĩ á là cho dù có luật sư Vũ hay là luật sư Âu Văn Phục hay không á, thì cái vụ việc của hội gia đình tà am á, người ta đều đã nêu rõ ở trong cái cái trạng cũng như là cái kết luận điều tra của cơ quan công an rồi. Cho nên á có luật sư thì rất là tốt bởi vì sẽ rất là nhiều những cái vấn đề phải bàn cãi với lại nhóm luật sư bên kia tuy nhiên nếu mà không có luật sư theo mình nghĩ thì những cái kết luận điều tra cũng như là cáo trạng nó cũng quá đầy đủ rồi cho nên những cái người mà đang tìm cách mọi nói chung là họ tìm mọi cách để chống phá luật sư vũ để trù dập luật sư vũ thì họ chỉ vì một cái ý đồ khác không riêng gì trong cái câu chuyện của à, cái à, phiên tòa sắp tới đâu mà họ còn đang nhắm tới một cái vấn đề khác nữa cả nhà à, và họ tấn công thì bằng nhiều cách à, đây là để mình chia sẻ cả nhà một cái bài viết mới nhất từ Lê Thanh Minh Tú nè anh, anh ta đang tấn công lực sư Vũ à, Dồn dập luôn à, cụ thể thì à, Minh Tú vừa có một cái đơn khiếu nại à, nói rằng à, kính gửi viện trưởng viện kiểm sát nhân dân quận Gò Dấp thành phố Hồ Chí Minh À, về việc thời hạn giải quyết đơn yêu cầu khởi tố hình sự về hành vi vu khống trên mạng xã hội của ông Trần Quốc Vũ à. Thì à, thôi để mình đọc luôn cái đơn khiếu nại đi Thì có rất là nhiều những cái điểm mà chúng ta phải phì cười thôi à, Đây thì à, để họ tên người khiếu nại là Lê Thanh Minh Tú ha Số chứng minh địa chỉ à, khiếu nại về thời hạn giải quyết đơn yêu cầu khởi tố hình sự Đối với ông Trần Quốc Vũ về hành vi vu khống trên mạng xã hội à giải trình vụ việc uh, cầu ở gì? vụ việc cầu khiếu nại là sao? Tức là vụ việc yêu cầu khiếu nại chứ, đúng không? Này là đánh máy thiếu một chữ rồi. À, giải trình vụ việc cầu khiếu nại như sau. Ông Trần Quốc Vũ, sinh năm 83, luật sư thuộc đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh ở địa chỉ ở giáp thành phố Hồ Chí Minh đó. Là một YouTuber tên Trần Quốc Vũ, thông qua kênh YouTube Trần Quốc Vũ liên tục suốt 3 năm qua sản xuất ra nhiều video clip với lời lẽ dung tục, thiếu văn hóa có dấu hiệu vi uh, dấu hiệu vu khống làm nhục các thành viên sống tại hộ bà Cao Thị Cúc, địa chỉ là Ấp Lập Thành, xã Vĩnh Tây đó. Uh, do đó, ngày 7 tháng 6 năm 2022, tôi có đơn yêu cầu khởi tố hình sự uh, về việc hành vi vu khống trên mạng xã hội gửi đến Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân quận Gò Giáp, thành phố Hồ Chí Minh. Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân quận Gò Giáp thành phố Hồ Chí Minh uh, đã nhận đơn ngày 14 tháng 6 có kèm theo USB chứa tài liệu chứng cứ. Tuy nhiên đã quá à, 20 ngày, nhưng tôi chưa nhận được phản hồi nào từ viện trưởng viện kiểm sát nhân dân quận Gò Vấp. Nay bằng đơn khiếu nại này tôi yêu cầu giải quyết khiếu nại, đề nghị thẩm tra, xác minh những hành vi vu khống của ông Trần Quốc Vũ đối với thành viên hộ bà Cao Thị Cúc. À, rồi, Đấy gì có căn cứ hồi đáp à, người gửi đơn yêu cầu khởi tố hình sự. Tôi xin cam đoan về nội dung khiếu nại trên là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về nội dung đã khiếu nại. Mong quý ngài viện trưởng viện kiểm sát nhân dân quận Giáp sớm xem xét giải quyết để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho những người bị hại do ông Trần Quốc Vũ đã thực hiện hành vi đó. Thì họ nói chung là đang dồn dập ha. À, họ yêu cầu quản cái phiên tòa ngày 30 tháng 6 là để họ cù cưa đó cả nhà. Cù cưa là phải đưa cho ông Vũ đi trước cái ngày À, trước cái ngày 20 tháng 7 sắp tới đây. À, đây hôm nay thì âm mưu lộ rõ rồi đúng không họ cứ đinh ninh là à, sau những cái đơn khiếu nại khởi tố này á, thì ông Vũ sẽ không được là người đại diện ở trong phiên tòa nữa à, thì à, như nãy mình nói đó cho dù ông Vũ không có thì cũng còn được sư ở quân phục mà không có luật sư ông quân phục thì uh, cái lượng điều tra cũng như là cái bản cáo trạng rồi còn một số nhân chứng nữa chứ đâu phải là một uh, cái việc mà giám mặt hai luật sư thì cái phiên tòa sẽ không được diễn ra hoặc là những cái người uh, bị hại sẽ không được xem xét đâu đúng không uh, mà qua đây á thì chúng ta thừa hiểu biết một điều đó cả nhà. À, cái việc mà tấn công được sư vũ á thì chỉ cho thấy là cái 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 bản chất thật sự của những cái người mà liên quan đến hội gia đình tại an thôi đúng không à, qua đó thì có sự chỉ điểm của cái nhóm luật sư để họ làm rùm ban để kiếm ăn thôi mình nói thẳng luôn là kiếm ăn thôi chứ còn nếu mà à, để tấn công được sư vũ hay tấn công những người bị hại á, thì nó đâu có thay đổi cái bản chất sự sự việc đâu bởi vì rõ ràng là tới ba cái tổ chức cá nhân là à, có nằm ở trong à, những cái hành vi vi phạm pháp luật của những người trong tà am chứ đâu phải là một một mình bị hại hay là một người nào đâu đâu phải một cá nhân ai đâu mà cả hai tổ chức rồi một cá nhân nữa cho nên cái việc mà họ tấn công luật sư vũ á, thì mình dám chắc một điều là họ đang kiếm ăn à, nó, thẳng là vậy luôn chứ không còn chối cãi hay là không có còn dòng do tam quốc gì cho nó mệt đúng không cả nhà và cái cái bản chất thực sự của họ đó là họ càng lùm rùm beng họ càng có những cái giấy tờ mà có mọc đỏ đó à, thì họ lại có tiền có tiền từ nguồn nhiều nguồn đúng không cứ mỗi lần mà minh tú này up lên hay là mỗi lần luật sư làm video clip up lên thì lại có những cái người thì cũng như gửi băng kinh tèn tèn quá cho nên đó cứ họ cứ thích trùm ban và tấn công được ai bên đây thì họ lại có tiền cho nên cái việc mà họ tấn công luật sư vũ hay là một số người khác như anh đức hay là thầy nhật từ hay cô định rồi thì không có gì họ mà mà lạ đối với chúng ta nữa đúng không bởi vì chúng ta thừa biết một điều á giống như cô định đi cái việc cô định là người thấy cái hội gia đình tại am đó họ đã uh, vi phạm về bên giới lực nhà phật thì bản thân cô định là một phật tử thì cổ lên tiếng diễn đó rất bình thường bây giờ nếu như mà cô định cổ du khống những người trong tại am vậy thì khi mà cơ quan chức năng người ta xét xử thì người ta sẽ kết luận cô định là du khống thôi đâu có tới cái lượt mà những cái tay kêu bằng uh, con nhan đệ tử của tại am mà nó tấn công cô định liên tục vậy cô định là một cái người nạn nhân một người nâng nhân chứng mà đúng, không? Bây giờ cô định làm gì hại được ta? Bây giờ cô thấy chỗ đó nó sai Thì cô lên tiếng à, Cô lên tiếng cô khiếu nại đó Cô à, Cơ quan chức năng người ta có trách nhiệm người ta giải quyết Nếu mà người ta tìm ra những cái chứng cứ Hoặc là những cái lập luận của cô định không đúng Thì người ta sẽ minh quan cho tà ám Và cái cái người mà đi tố cáo sẽ chịu trách nhiệm thôi Chuyện đó rất bình thường à, Vậy mà con nhang đệ tử bây giờ họ cứ quay qua tấn công những cái người tố cáo giống như là họ là những tội phạm không bằng vậy cả nhà trong khi cái bản chất thật sự của vấn đề ở đây á là hội gia đình tà am có hay không những cái hành vi vi phạm pháp luật đó đúng không à, vấn đề lụm lon vấn đề lừa đảo vấn đề giả sư giả chùa giả mồ côi thì hoàn toàn chúng ta cần đến một cái cơ quan chức năng đặc biệt là tòa án của quyền nước hòa người ta sẽ giải quyết cái vấn đề này để chúng ta biết rõ là họ có vi phạm pháp luật hay không à, tại sao chúng ta không chờ à, cơ quan chức năng người ta thủ lý rồi người ta sẽ xem xét mà lại đi tấn công những cái người bị hại cái người gửi đơn ủa bộ các bạn không muốn những cái sự thật đó nó phơi bày ra ánh sáng hả đúng không cho dù các bạn bên vực các bạn yêu mến hộ gia đình tạm nhưng mà cũng phải chấp nhận một điều nếu đó là sự thật thì các bạn cũng phải cũng phải đối mặt với nó chứ đâu có thể nào mà tránh né hay là bao che bên vực một cách bất chấp như vậy à, cái chuyện gì cũng vậy chúng ta không thể nào qua cái sự thật được cho nên cái việc mà ra đến cơ quan chức năng đến mà đã tòa án người ta đã thụ lý rồi người ta sắp xét xử rồi thì tội lẽ gì mà các bạn đi tấn công cá nhân người này tấn công cá nhân người kia đúng không chúng ta hoàn toàn cứ đợi cho cơ quan chức năng xét xử cái vụ này xong xuôi đi rồi các bạn mà thấy thù ghét ai thì lúc đó làm sao cũng được vậy đúng không đâu có giờ mà cứ cứ bằng làm mọi cách để tấn công những cái người bị hại vậy thì các bạn đâu có ra gì đúng không thuộc cái, cái thể thể loại là không ra gì rồi đó. À, bây giờ á cho dù mà tấn công luật sư vũ tấn công cô định thì vẫn còn hàng chục người khác À, chứ đâu phải là à, tấn công những một vài người đó thì hết chuyện đâu đó. thì vẫn còn à, chúng ta nên nhớ là có đến mười mấy ngàn cái lá đơn luôn mà bây giờ thí dụ như mà không triệu tập được những người đó à, thì cũng còn những người nhân chứng khác bởi vậy hôm trước mà cô định có nói là chú xe ôm nói là à, không có nhân chứng này thì sẽ có nhân chứng khác là cứ cứ đưa hết người này tới người kia đi thì đó là trích trong 16.000 cái lá đơn đó chứ không phải là là giống như cái cái lập luận hay là cái 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 sự ngụy tạo của những người bên kia nói là nếu mà cáo buộc lừa đảo không có thì đưa qua loạn lưng, loạn lưng không có thì đưa qua 331. À, cái đó là lập luận sai lầm của các bạn. À, quan trọng nhất là rất là nhiều người thấy những cái hành vi sai phạm của hội dân đình ta am cho nên người ta lên tiếng thôi. À, quan trọng là chỗ đó cho nên các bạn muốn mà triệt hạ à, bất cứ ai thì cũng có người khác thôi. Ha, quan trọng nhất là có hộ gia đình tại am có bị à, giống như những cái cáo buộc hay không, hay là họ bị oan có đó mới là quan trọng. chứ bây giờ cứ đánh lẻ à, cũng không ăn thua gì đâu, đúng không? Đó, quan trọng nhất là chỗ đó ha cả nhà. Rồi xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi. Đó. Xin chân trọng kính chào và hẹn gặp lại.